đã nói trung điểm. Trung điểm vẽ ra nè, trung điểm nha, đây là A nè, đây là B nè, đây là M nè. Đặc điểm của M là trung điểm của đoạn, đoạn gì? Đoạn AB nha. Nhìn kỹ vector nha, vector MA cộng vector MB bằng mấy? Vector MA nè đi hướng này đúng không? Vector MB nè đi hướng này đúng không? Thứ nhất so sánh coi hai này cùng gì? Cùng phương, bởi vì nó cùng nằm trên một đường thẳng, hiểu? Nó ngược chiều, đúng ngược chiều không? Tiếp theo độ lớn thì cùng phương, cùng phương ngược chiều cùng độ lớn cộng lại bằng không, hiểu? Tiếp tục nè, nhìn vô kỹ vô, cố gắng hình học là phải vẽ hình vector MA cộng vector MA, MA cộng vector BM bằng, vẽ hình ra vector MA đây nè, vector BM đây nè. Đó, hai vector này có hiện tượng gì? Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. Vậy vector này cộng vector này có phải bằng vector này không? Đó, bằng vector này. Là đã dùng cái gì vậy? Quy tắc gì vậy? Đúng rồi, xong. Phải hiểu. Được chưa? Đó. Tiếp theo nè. MA nè. MA vector cộng MB vector bằng M2 lần MI vector. Không, này, y câu này không phải.